Thêm một vụ sạt lở bờ sông Ô Môn vào khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 5 làm hư hỏng hai nhà ở ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh của huyện Thới Lai. Sạt lở sụp lún với chiều dài 40 m, ăn sâu vào bờ 6 m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hai căn nhà tường kiên cố mái tôn của ông Nguyễn Thành Hùng và ông Phùng Vĩnh Xuân bị sụp xuống sông. Gia đình hai hộ đã di dời đồ đạc trước nên không thiệt hại về người. Đây là vụ sạt lở thứ tư xảy ra từ tháng 4 đến nay trên bờ sông Ô Môn thuộc xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thới Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, ông Nguyễn Thành Út có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng cứu hộ huyện, địa phương nhanh chóng rào chắn, hướng dẫn và tạo lối đi tạm, an toàn cho người dân tại địa phương, vận động bà con di dời vật kiến trúc, hàng rào ra khỏi khu vực sạt lở và gần khu vực sạt lở, hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã hỗ trợ hai hộ có nhà thiệt hại, mỗi hộ 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ hỗ trợ kinh phí để huyện khắc phục các điểm sạt lở, có lộ trình đầu tư xây dựng 13 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao trên đoạn sông Ô Môn với chiều dài khoảng 7,1 km.